was it? What do you see? As you twist it out beneath our feet. Hi, xin chào các em thân yêu của chị. Các em ơi, đây là xà lan cho Halloween của chị đó các em. Các em thấy xà lan của chị đẹp không nè? Rất là dẻo luôn. Và có màu cam rất là đẹp nữa. Có những hình con vật trong Halloween rất là dễ thương. Các em có muốn làm lan Halloween giống chị không nè? Giờ thì chị và các em cùng làm nha. Để làm xà lan cho Halloween đó các em, dụng cụ chuẩn bị là keo sữa các em. Keo sữa này thì chị Loan mua ở nhà sách, hoặc là các em có thể mua những tiệm bán quà lưu niệm. Thì giờ thì chị Loan sẽ cho keo sữa vào tô các em. Keo sữa này chị Loan mua hơi đặc, chị Loan sẽ sử dụng hết một chai luôn. Giờ thì chị sẽ dùng muỗng khuấy đều keo sữa này. Các em cứ dùng muỗng và khuấy lại. Keo sữa này á, thì chị lo mua hơi đặc các em, bởi vì chị sẽ cho một ít nước vào. Còn khi các em sử dụng mà các em mua keo sữa là lỏng á, không đặc gì mấy, thì các em có không cần cho nước vào. Sau khi khuấy đều keo sữa lên đó các em, thì chị sẽ cho nước vào. Các em nên cho một lượng nước vừa đủ vào keo sữa. Các em đừng nên cho nhiều quá, nhiều quá keo sữa sẽ bị lỏng á các em. Khi cho nước vào xong thì các em sẽ tiếp tục khuấy. Các em cứ tiếp tục khuấy như thế này cho keo sữa đều lên. Khi khuấy đều keo sữa xong á các em sẽ cho màu vào. Ở đây thì chị Loan sử dụng màu nước á các em có thể sử thay màu nước thành màu thực phẩm. Chị Loan sử dụng màu cam giống như màu của trái bí á các em. Giờ chị sẽ cho màu vào. Chị sẽ cho màu rất là nhiều á các em. Các em cho màu nhiều vào thì sẽ có màu cam rất là đẹp luôn. Chị sẽ khuấy đều tiếp, cho màu vào keo sữa sẽ hòa lẫn vào nhau. Màu cam rất là đẹp luôn. Sau khi màu và keo sữa đã trộn lẫn vào nhau em, rất là đều luôn. Tiếp theo chị Loan sẽ sử dụng nước giặt AGL nha các em. Ở đây thì các em có thể sử dụng nước giặt ra AGL màu hồng hoặc màu xanh đều được. Chị sẽ cho nước giặt AGL vào. Các em vừa cho nước giặt vào vừa khuấy nha các em. Các em vừa cho nước giặt vừa khuấy như thế này thì sẽ keo sẽ không bị đặc. Các em nên cho nước giặt vừa phải thôi. Khi các em cho nhiều nước giặt quá thì xà lan sẽ bị cứng các em. Và các em sẽ tiếp tục khuấy đều. Chị sẽ cho nước giặt vào nữa. Các em ơi, các em hãy nhớ bấm thích và đăng ký kênh để trở thành thành viên ngôi nhà tuổi thơ của chị nha các em. Để chị Loan có động lực để làm những video tiếp theo. Chị đã xong rồi các em ơi, rất là dẻo luôn. Và chị sẽ kéo ra cho em coi thử nha. Có màu cam rất là đẹp luôn. Các em kéo ra như vậy giống như là đang kéo mì vậy đó các em. Đó. Rất là đẹp phải không các em?
giờ chị sẽ bỏ salam qua một bên và tiếp tục làm những hình con vật trong Halloween nhé các em. Để vẽ hình con vật trong Halloween đó các em, thì chị Lân đã photo một tờ giấy A4 có rất là nhiều hình con vật luôn. Con nhện nhện nè, con dơi nè, hình bóng ma, hình đầu lâu nữa. Còn phía bên đây là hình con mèo và con quạ nữa, có rất là nhiều hình luôn. Nếu các em muốn có những hình giống như chị với các em thì các em hãy nhắn xuống phần miêu tả có đường link và các em sẽ tải về nha các em. Ngoài giấy A4 ra thì còn giấy nến nha các em. Giấy nến này thì chị Lâm mua ở dùng các giữa các tiệm bán dụng cụ làm bánh nha các em. Giấy nến này trong suốt, khi các em để xuống thì sẽ có thấy những hình con vật như vậy. Giờ thì chị Lâm sẽ vẽ các em. Trước tiên chị sẽ vẽ con nhện nhện trước, các em sử dụng với chị nha. Chị Lân đã vẽ xong những hình con vật trong Halloween rồi các em ơi. Giờ thì chị Lân sẽ dùng súng bắn keo để tạo hình những con vật nha các em. Các em ơi, chị sẽ tạo hình con quạ trước nha các em. Khi các em sử dụng súng bắn keo thì các em nên cẩn thận, vì khi keo có dính vào tay các em thì sẽ rất là nóng. Sau khi tạo hình những con vật trong Halloween xong đó các em, giờ thì chị Lân sẽ dùng chai nước sơn móng tay có màu đen để tô màu những con vật các em. Sau khi nước sơn đã khô các em thì các em có thể dùng tăm hoặc là cọ nhỏ vẽ đôi mắt cho những con vật Halloween các em. Giờ thì chị đang sẽ vẽ thôi. Chị sẽ dùng chai nước sơn móng tay màu trắng. Các em ơi, chị Lân đã làm xong những hình con vật trong Halloween rồi. Các em thấy có dễ thương không nào? Giờ chị Lân sẽ đổ xà lan ra ngoài và chơi với các em. Làm rất là dẻo luôn em ơi. Giờ chị sẽ để những hình này lên lam và trang trí thôi. Chị sẽ để hình này lên lam và trang trí thôi các em ơi. Đẹp quá các em ơi.
was it? What do you see? As you twist it out of me, our feet. Các em ơi, video của chị Long đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em nhỏ những video sau nha các em.